Công ty trách nhiệm hữu hạn Tinet kính chào anh chị. Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh chị về giải pháp barcode tích hợp vào phần mềm quản trị sản xuất QRD ERP cho nghiệp vụ xuất kho bán hàng. Đây là một quy trình ví dụ mà Tinet đưa ra để demo cho nghiệp vụ này. Đầu tiên là bước thực hiện tạo nhãn thành phẩm. Dùng chương trình Sell Order Round, đơn bán hàng có số lượng đã xuất hàng bằng 0. Vào chương trình Transaction by Item Round, kiểm tra đơn bán hàng chưa được thực hiện nghiệp vụ nào tại kho. Thực hiện tạo nhãn tại chương trình SO Generate. Nhập mã đơn bán hàng. Mã mặt hàng. Nhấn nét ở các view tiếp theo. View Total Label là tổng số lượng nhãn cần tạo. Chọn Yes xác nhận thông tin. Hệ thống thông báo đã tạo nhãn thành công. In ra màn hình các thông tin cần thiết của hai nhãn. Kế tiếp vào chương trình Generate SO Round, xem lại các thông tin các nhãn vừa được tạo. Xem các thông tin đơn hàng và trạng thái xuất hàng hiện tại là No. Bước tiếp theo, in nhãn và dán nhãn. Vào chương trình Sell Order Label, nhập mã đơn bán hàng, thực hiện in nhãn và dán nhãn. Tiếp đến là bước xuất kho bán hàng bằng handheld. Khởi động chương trình. Tiến hành thực hiện quét mã vạch của mã đơn bán hàng trên nhãn. Kế tiếp quét mã vạch của item thành phẩm lô. Nhập Z và hoàn thành xuất kho. Cuối cùng kiểm tra kết quả ở các chương trình sau. Chương trình Generate SO Round kiểm tra trạng thái đã xuất hàng là Yes. Sell Order Round hiện thị số lượng đã xuất là 10. Ở chương trình Transaction by Item Round, item 7005, sau khi xuất kho có Transaction Type là Issue SO. Trên đây là quy trình xuất kho bán hàng khi áp dụng giải pháp barcode. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Nếu anh chị cần hỗ trợ, đóng góp ý kiến, xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Tinet. Hãy nhấn subscribe bên dưới để nhận thông báo các video mới của chúng tôi hoặc share video này để chia sẻ nội dung có ích cho bạn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.